Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin thời sự cuối tuần hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần thời sự cuối tuần vẫn là thông báo của Phong. Thứ nhất là cái thông báo mà liên quan tới cái buổi thu hình là ngày 29 tây tháng 3 tại Sài Gòn Performing Arts lúc 3 giờ chiều tới 10 giờ tối. Quý vị nào ở tiểu bang xa về Cali trong dịp này hoặc là tất cả anh chị em của California, à Bắc cũng như Nam California. Nếu muốn tham dự thì gọi điện thoại cho Quốc Thanh với số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị hoặc email cho Quốc Thanh qua số qua cái email trên màn hình và TNP Channel cũng như Phượng Mai Official sẽ cung cấp đầy đủ ẩm thực cho mọi người. Hy vọng rằng ngày hôm đó chúng ta sẽ có những cái buổi thu hình à, kỷ niệm và có những cái cuộc à, gặp gỡ thiệt đẹp vào ngày 29 tháng 3 và quý vị liên lạc để ghi danh sớm đó là cái thông báo của phòng. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái phần gọi là tin tức thời sự cuối tuần. Đầu tiên hết là Iran đã ngưng lại các cuộc đối thoại với Saudi Arabia sau khi mà Saudi Arabia đã cho hành quyết hàng loạt các tù nhân. Iran đã quyết định tạm thời ngưng lại tất cả các cái cuộc đối thoại được xem là bảo mật vừa mà có liên hệ với lại Baghdad của Iraq sau khi mà có những căng thẳng với lại đối thủ của họ là Saudi Arabia. Phía giới truyền thông của Iran đã đưa ra tin vào ngày Chủ nhật một ngày sau khi mà Saudi Arabia đã thực hiện hàng loạt các vụ hành quyết ở trong cái lịch sử được xem là lớn nhất trong lịch sử cận đại phía uh, trang web của Iran cho biết là họ đã quyết định ngưng lại tất cả các cuộc đối thoại uh, và được đưa ra bởi cái uh, hội đồng an ninh quốc gia trong đó thì uh, họ tạm thời ngưng lại các cuộc đối thoại thông qua Baghdad trong uh, mà vốn đã uh, có những cuộc đối thoại trong những năm qua uh, văn phòng ngoại giao của Iran trước đó nói rằng là vòng đối thoại thứ năm giữa Saudi Arabia và đại diện của Iran sẽ tái lập vào ngày thứ tư các báo cáo vẫn không cho biết lý do tại sao bị ngưng lại tuy nhiên thì nó diễn ra ngay sau khi mà Saudi Arabia đã cho hành quyết 18 kẻ bị xem là bị phạm tội giết người ở tại và nằm trong cái nhóm dân quân có được sự hậu thuẫn của Iran. Đây được xem là một trong những biến chuyển mới nhất giữa hai quốc gia Ả Rập đối lập nhau ở tại khu vực Trung Đông cùng một lượt thì trong ngày hôm nay Iran đã lên tiếng nhận trách nhiệm trong vụ bắn hỏa tiễn vào một cái khu vực gần lãnh sự quán của Hoa Kỳ tại cái thành phố gọi là Euphrates ở tại Iraq và cuộc tấn công này họ cho rằng để để trả đũa cho việc mà do Thái đã mở cuộc không tập tại Syria và sát hại hai thành viên của lực lượng cách mạng hồi giáo Iran lực lượng cách mạng hồi giáo cho biết trong một bản statement cuộc tấn công này là nhắm lại cái chiến lược à, gọi là trung tâm âm mưu của do thái tại April à, theo tường trình của hãng thông tấn AP. Tuy nhiên bản à... À, cái à, bản tách này lại không nói rõ là họ tấn công à, như cách nào tuy nhiên họ nói rằng họ đã bắn hỏa tiễn vào khu vực này à, trước đó thì phía giới chức của iraq tại baghdad cho biết là có một vài một số những cái hỏa tiễn đã bắt đầu nhắm vào khu vực gần cái lãnh sự quán của hoa kỳ tại đây à, và trở thành mục tiêu của cuộc tấn công à, theo tường trình của hãng thông tấn ap tuy nhiên lo gafari à, lãnh đạo của nhóm à, lực lượng à, của người kết và giới truyền thông người kết cho biết là không có một cái à, à, hỏa tiễn nào rơi vào khu vực của ông ta và tất cả các các hỏa đều rơi vào khu vực xung quanh một viên chức quốc phòng của Hoa Kỳ cho biết là các à, họ vẫn chưa biết làm cách nào các hỏa tiễn này được bắn ra và à, nơi mà nó bắn trúng tuy nhiên nó không có gây thương tích và, và thương hại gì cho bất kỳ một cái văn cái à, những cái việc xung quanh của văn phòng lãnh sự quán và À, trong đó thì một cái đài của người Kurd có gọi là Dixon 24 à, cho thấy rằng là các cái hỏa cái hỏa tiễn này đã rơi gần khu vực của tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực Trung Đông và liên quan tới cuộc chiến tại Ukraine đầu tiên hết là nga chuẩn bị có thể sử dụng vũ khí hóa học tại Ukraine một hành động mà họ sẽ trả giá rất đắt một trong những cố vấn của tòa bạch ốc là Jeff Sullivan đã đưa ra lời cảnh cáo ngày chủ nhật ông Sullivan nói với đài truyền hình CBS là, là Nga đã bắt đầu gia tăng cái việc mà cho rằng Hoa Kỳ có cái khả năng đã xây dựng những cái phòng sinh học về quân sự và hóa học về quân sự ở tại Ukraine là một trong những cái bước phủ đầu và đây là thói quen của Nga muốn chụp mũ trước khi mà họ tấn công. Và khi được hỏi là kết quả của những cái này thì ông nói rằng là phía tổng thống Biden sẽ có buộc Nga phải trả một cái giá rất đắt nếu như họ sử dụng những loại vũ khí này. Lời cảnh báo đưa ra vài giờ sau khi mà Nga đã tấn công vào khu vực ở, ở huấn luyện quân sự ở phía tây của Ukraine khiến cho 35 người bị thiệt mạng và 134 người khác đã bị thương. Và cuộc tấn công này là cách cái biên giới của Ba Lan chỉ có 25 dặm theo tường trình của viên chức của Ukraine cho biết và một viên chức cao cấp ngoại giao của Nga cảnh cáo Moscow sẽ duyệt xét việc mà các cái chuyến tàu, các cái chuyến hàng chở ra các cái thiết bị và vũ khí sẽ trở thành mục tiêu bị tấn công. Hoa Kỳ và NATO vẫn tiếp tục tìm cách gọi là gửi tất cả những vũ khí tới à, cho phía Ukraine và trong đó họ nói rằng họ sẽ lập một cái trung tâm huấn luyện cho các cái à, à, binh sĩ ở tại Ukraine ở đây và có cái tên gọi là International Peacekeeping and Security Center tức là trung tâm à, của lực lượng gìn giữ hòa bình và an ninh à, nhằm huấn luyện cho các binh sĩ của Ukraine à, và căn cứ này được xem là một trong những cái mà phía được thành lập từ phía của Ba Lan cùng một lượt thì một số những cái uh, tin khác liên quan tới tình hình của chiến sự tại nga và ukraine là người mỹ gốc uh, nga và người mỹ gốc ukraine uh, cùng đứng chung với nhau để phản đối cuộc chiến này các cư dân người Mỹ gốc Nga và người Mỹ gốc Âu châu đã có cuộc xuống đường biểu tình và đoàn kết với nhau để chống lại cái sự độc tài toàn trị của ông Vladimir Putin mở cuộc tấn công vào Ukraine. Cuộc xâm lấn này cho thấy 87% người Mỹ gốc Nga và 94% người Mỹ gốc Ukraine đều phản đối quyết liệt trong cuộc thăm dò mới nhất mà tờ USA Today đã đưa ra. Hầu hết những người Nga người Mỹ gốc Nga đều có cái nhìn rất tích cực đối với lại ông tổng thống của Ukraine là à, ông Zelensky 72% và họ nói rằng đối với Putin họ chỉ có khoảng 6% ủng hộ và coi như con số này được xem là chín đối một trong lúc mà ông Putin đang có cuộc xâm lấn đối với lại Ukraine bên cạnh đó thì à... Số lượng người đã bị à, à, gọi là bị thiệt mạng trong cái cuộc tấn công vào thành phố Mariupol ở tại đây lên tới 1.500 người theo báo cáo của thị trưởng. Ở Mariupol một trong những cái thành phố mà đang bị tấn công ráo riết của Nga à, đã có số lượng người là đi di tản là khoảng 430.000 người và trong đó thì trên 1.500 người đã bị thiệt mạng trong các cuộc à, tấn công chiếm giữ và bao gồm luôn cả văn phòng thị trưởng. Trong đó thì bên phía thị trưởng cho biết ông tổng thống của Ukraine là ông Zelensky đã cáo buộc Nga đã tìm cách chia rẽ cái từng phần của quốc gia trong một cái chiến lược gây kinh hoàng ở một số thành phố và tìm cách cô lập Kiev. Ukraine sẽ đứng lên chống lại cái này. Chúng tôi sẽ tiếp tục mạnh mẽ và chống lại cái nguồn máy đang xâm chiếm vào lãnh thổ của chúng tôi. Đó là lời phát biểu của vị tổng thống của Ukraine. Cùng một lượt thì Ukraine báo cáo rằng 85 trẻ em đã bị thiệt mạng kể từ khi nga tấn công kể từ khi ma Nga mở cuộc tấn công vào Ukraine 85 trẻ em đã bị thiệt mạng theo chính quyền của Ukraine đã đưa ra vào sáng ngày chủ nhật ở à, trong đó thì à... Công tố viên của Ukraine là tổng công tố viên tức là công tố viên trưởng là Irina và cho biết rằng số lượng này có thể là số lượng cao hơn và khi mà Nga bắt đầu tấn công vào một số trường học tổng cộng có 369 vị trí trường học đã bị hư hại và 57 cái trường học đã bị phá hủy hoàn toàn. Đó là bản báo cáo mới nhất của phía Ukraine. Cùng một lượt tại Ý, một chiếc xe bus chở người tị nạn Ukraine bị lật và khiến cho một người bị thiệt mạng. Ý cho biết trên đài radio một chiếc xe bus chở 50 người tị nạn từ Ukraine đã bị lật ở trên một cái xa lộ chính ở phía bắc của nước Ý khiến cho một hành khách bị thiệt mạng và một số người khác bị thương theo tường trình của một đài radio địa phương cho biết có khoảng 35.000 người tị nạn đã Ukraine đã đến được nước Ý và hầu hết họ đến từ phía bắc của nước Ý từ biên giới của Slovenia và trong đó thì cách không xa lắm với lại cái thành phố cái khu vực gọi là Romagna ở khu vực biên giới này và đây được xem là một trong những cái nơi mà đang đón tiếp những người tị nạn cùng một lượt thì bên phía Ukraine báo cáo đã có một tư lệnh thứ ba của nga đã bị thiệt mạng trong cuộc chiến một tư lệnh thứ ba của Nga đã bị thiệt mạng trong cuộc chiến ở thành phố phía nam của Ukraine, tức là Mariupol. Theo tường trình của các viên chức Ukraine cho biết, tư lệnh này có tên là Andriy Kolesnikov, vốn là nhân vật thứ ba đã bị thiệt mạng kể từ khi mà nga đã mở cuộc tấn công vào ukraine và đây được xem là một trong những cái mất mát lớn của quân đội nga trong lúc mà họ mở cuộc tấn công vào ukraine đó là bản tin liên quan tới à, cập nhật liên quan tới tình hình của ukraine trong khi đó thì à, 7 người bị thiệt mạng bao gồm luôn một trẻ em khi mà một cái hành lang nhân đạo bị tấn công Giới ngoại giao và bộ phòng của Ukraine trong ngày thứ Bảy cho biết 7 người bị thiệt mạng, bao gồm luôn một trẻ em, khi mà lực lượng Nga đã tấn công vào một cái hành lang dành cho người nhờ tị nạn và gọi đây là một tội ác về quân sự. Phía bộ quốc phòng của Ukraine cho biết là lực lượng Nga đã bắn vào đám đông của dân chúng trong lúc mà nơi đây có những phụ nữ và trẻ em khi mà họ đã được đồng ý trong một cái đường hướng màu xanh tức là cái, cái, gọi là một cái green corridor tức là một cái hành lang xanh dành cho người tị nạn hiện nay thì phía của cộng đồng quốc tế đang điều tra về các cái báo cáo này đó là bản tin liên quan tới tình hình của Ukraine cùng một lượt thì bản báo cáo của cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho biết là cơ quan tình báo của Nga à, cho thấy rằng là ông Vladimir Putin đã bắt giữ và cho giam lỏng một à, nhân vật tình báo hàng đầu của ông ta sau khi người này có ý định là không muốn tham gia vào cuộc chiến của ông ta Tổng thống Nga Vladimir Putin được báo cáo là đã cho giam lỏng một viên chức cao cấp tình báo ở nhà à, một biến chuyển mà trong đó các chuyên gia nói với đài truyền hình Fox đang dấu hiệu cho thấy là ông Vladimir Putin đã cảm thấy à, à, bực tức trước cái việc mà những cái thông tin tình báo không chính xác liên quan tới cuộc tấn công Ukraine và dự tính tấn công Ukraine của ông ta. Theo tường trình của tờ Sunday Times thì à, ký giả có tên là Andriy Sodantov à, nói rằng Putin đã bắt giữ lãnh đạo của cơ quan FSS tức là một cái cơ quan mật vụ của Nga à, có tên là Sergei Besada theo tường tình của họ tờ Sinh thay tham cho biết tuy nhiên tại truyền hình Fox vẫn chưa có xác nhận nguồn tin này Beseda đã bị bắt giữ và giam lỏng tại nhà cùng với lại người phụ tá của ông ta là Anatoly Bollywood. và theo theo cho tin cho biết thì người này đứng là người đứng đầu của cơ quan điều tra liên bang nga gọi tắt là FSB FSB cũng là một trong những cái cơ quan phản gián và chống tình báo hàng đầu của nga và một trong những cựu viên chức tình báo của Hoa Kỳ nói với đài truyền hình Fox rằng điều này cho thấy Putin đã cảm thấy bất mãn với những tin tức cộng đồng tình báo của nước Nga đã không đúng và không chính xác khi mà ông trước khi mà ông ta mở cuộc tấn công vào Ukraine điều này có nghĩa là Putin đang nổi giận và nhận ra ông ta đã không được cung cấp đầy đủ các tin tức tình báo à, một cựu viên chức của Hoa Kỳ về tình báo có tên là Rebecca Kofler đã nói cho biết đã cho biết như trên và trong đó rõ ràng vì thiếu tin tức tình báo cho nên khi mở cuộc tấn công vào Ukraine thì ông ta đã gặp phải trở ngại và chính điều này đã dẫn tới việc mà ông đã tống giam một cái uh, nhân vật đứng đầu trong cái ngành tình báo của nga và cho rằng nhân vật này phải chịu trách nhiệm về thu thập thông tin tức tình báo không đủ khiến cho Putin khi mở cuộc chiến đã lâm vào tình trạng khó khăn hiện nay đó là bản tin liên quan tới tình hình của nga ngày hôm nay cùng một lượt thì uh, bản tin nha, từ ở phía của à, khu vực Á Châu Thái Bình Dương xin lỗi quý vị, à, à, Putin à, từ quốc tế cho biết Putin đã nhắm vào tất cả các công ty Google và Apple và các giám đốc của công ty này. Trong một loạt những biến chuyển mới trước chiến tranh thì ông Putin đã đe dọa Google và các giám đốc điều hành của công ty Apple về quyền lực của ông ta để mà cho để buộc các công ty này phải tuân thủ. Theo tường trình của tàu Washington Post cho biết vào tháng 9 năm ngoái thì cơ quan mật vụ của Nga đã cùng làm việc chung với FSB và người tức là cái cơ quan tiền nhiệm của KGB tức là cơ quan phản gián của Nga đã buộc tất cả các cái đã có mặt ở trước nhà của một giám đốc của công ty Google tại Moscow và à, trong đó thì áp lực bà này rất là nhiều và trong đó ít nhất là bà, bà này đã bị tống giam trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau đó thì bản tin cho biết là à, việc mà liên quan tới nhà lãnh đạo đối lập Alexei à, Navalny thì lúc đó các công ty apple và google đã bị ông putin trừng phạt khá nhiều và rõ ràng trong giai đoạn này thì các công ty này đã trước khi có chiến tranh họ đã thỏa hiệp một phần nào với chính quyền của nga và trong đó thì công ty Google đã quyết định là sẽ tiếp tục duy trì các nhân viên của họ tại nhà Và Apple cũng tương tự như vậy à, Google thì được báo cáo là đàm phán để mà à, có đáp ứng những cái luật lệ của Nga Và sẽ có hiệu lực vào tháng Giêng năm 2022 Luật này yêu cầu công ty Google phải ghi danh một cách đầy đủ Và sẽ trừng phạt tất cả những chấp nhận trừng phạt nếu như có những cái tin tức sai lạc Hoặc là vi phạm vào cái luật kiểm duyệt của Nga Ngược lại công ty Apple vào năm ngoái thì à, hệ thống iPhone của họ đã bắt đầu quảng báo cho quảng bá cho một cái trang mạng à, social media do điện Kremlin bảo trợ à, và hậu thuẫn. Trang mạng này có tên là VKontakte, à, một trong những cái trang mạng tương tự như Facebook của Nga và coi cái trang mạng này là do phía công ty Gazprom của Nga và nhà nước Nga làm chủ. Và những điều này cho thấy rằng là phía các công ty này đã bị ông Putin nhắm tới trước khi mà ông ta mở cuộc chiến vào Ukraine. Trong khi đó thì từ Hoa Kỳ, ông Biden đã cho ký thêm 200 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông Tổng thống Joe Biden đã cho phép ký thêm 200 triệu Mỹ Kim hỗ trợ huấn luyện và vũ khí cho Ukraine. Trong cái ba bản ghi nhớ ngày 12 tây tháng 3 gửi tới cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken thì ông Biden đã chỉ đạo à, à, lên tới 200 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ cho lực lượng quốc phòng của Ukraine và sẽ băng ngang qua cái đạo luật có tên gọi là Foreign Assistance Act, tức là đạo luật hỗ trợ cho ngoại quốc. Và cái ngân sách này sẽ bao gồm tất cả vũ khí và kể cả việc huấn luyện cũng như giáo dục cho tất cả các binh sĩ của Ukraine. Việc này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận một cái à, dự luật trong đó trị giá lên tới 13.6 tỷ Mỹ Kim, trong cái ngân quỹ cứu trợ cho Ukraine là một phần trong 1.500 tỷ Mỹ Kim mà giúp cho chính quyền của ông Joe Biden có thể làm việc từ đây cho tới Nga cuối tháng 9. Phát công viên ngũ giác bài là ông John Kirby cho biết trong tuần này là các vũ khí giúp đỡ cho Ukraine sẽ bao gồm việc mà đối phó với lại tất cả những cuộc tấn công của Nga. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới tình hình của Ukraine và của Nga. Cùng một lượt thì... Trong ngày hôm nay thì à, xin lỗi quý vị, trong à, cái cuộc à, cuối tuần qua trong cuộc rally mới nhất, thì cựu tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích ông Joe Biden trong vấn đề của Ukraine. Tuy nhiên ông nói rằng Hoa Kỳ không nên dính dự vào cái cuộc chiến này. Cựu tổng thống Trump đã, đã quy trách nhiệm cho ông Joe Biden à, trong một cái cuộc rally diễn ra tại South Carolina vào ngày thứ bảy, à, trong đó chính ông Joe Biden là nguồn à, nguồn cơ dẫn tới cuộc tranh chấp và cuộc xâm chiếm Ukraine trong đó thì ông cho thấy rằng là phía của ông joe biden rõ ràng đã có những hành động khiêu khích đối với lại ông vladimir putin trước khi cuộc chiến này bắt đầu và tổng thống trump nói với lại trong tất cả các người hiện diện là hoa kỳ cần phải tránh không nên can dự tới cuộc chiến này và ông joe biden vẫn còn cơ hội để kiếm ca để tránh cho người dân hoa kỳ xen vào cuộc chiến này bất kể cái sự suy nhược của biden và sự thất bại yếu kém của ông ta và những cái chính sách thất bại của ông ta vẫn còn một cái đường hướng cho ông ta chấm dứt cái thảm kịch này là giữ cho hoa kỳ tránh và không can dự vào cuộc chiến đẫm máu ông đã lên tiếng cho biết và nếu cuộc chiến này tiếp tục thì sẽ là một cuộc chiến thế giới và một cuộc đại thế chiến nếu như nó dẫn tới bà thì nó có thể trở thành một đệ tam tế chiến và tôi nhìn những gì đang xảy ra bởi vì tôi nghĩ rằng Putin sẽ không có dừng lại và ông ta sẽ tiếp tục cuộc chiến của ông ta và để đối lại thì phía ông Chobrin đã có những cái lệnh được ta xem là cấm vận gây gắt đối với Nga tuy nhiên thì lệnh cấm vận này vẫn chỉ ảnh hưởng một phần nào trong cái nguồn máy kinh tế của nga trong giai đoạn trước mắt và ông trump cho biết là à, vì vấn đề mà lệ thuộc à, cái nguồn năng lượng từ nga nhiều quốc gia đồng minh đã không đi chung con đường với hoa kỳ chúng ta đã có một cái à, nguồn năng lượng độc lập à, chúng ta sản xuất và chúng ta đã có đầy đủ tất cả nhưng nó đã bị à, ngưng lại kể từ khi joe biden lên và trong đó thì ông cho biết là cho Biden đã khiến cho tình trạng của năng lượng và lạm phát của Hoa Kỳ tăng cao, đó là lời cáo buộc của cựu tổng thống Trump đối với lại ông Joe Biden. Cùng một lượt thì nếu như mà không có những cái chính sách hiện nay thì có lẽ là Hoa Kỳ đã có độc lập về năng lượng, đó là lời nhận định của một trong những nhân vật cao cấp và trước đây nằm đặc trách về vấn đề môi trường của Hoa Kỳ chính quyền của joe gần như là nhắm và tấn công vào kỹ nghệ dầu hỏa và kỹ nghệ năng lượng truyền thống của hoa kỳ jason isaac được xem là một trong những nhân vật đứng đầu của cái tổ chức có tên gọi là texas public policy foundation đã nói như như trên trong khi đó thì cái cơ quan đặc trách về môi trường của dưới chính quyền joe đã cố tình đẩy tất cả mọi thứ xuống là zero emission tức là không ô nhiễm và chính quyền của joe đã áp dụng rất nhiều những chính sách qua thông qua cái cơ quan này và chính điều này đã dẫn tới tình trạng giá dầu khí và giá khí đốt tăng rất là cao và những cái giấy phép mà không cho phép khai thác tất cả những cái uh, dầu khí ở trên các cái lãnh thổ của Hoa Kỳ và trên các lãnh hải của Hoa Kỳ đã dẫn tới điều này nó đã khiến cho chúng ta mất đi sự độc lập về năng lượng của nội địa và trong đó gần như là 9.000 cái giấy phép đã bị hủy bỏ bởi chính quyền của Joe Biden ông Isaac cho biết rằng chính quyền của Joe Biden vẫn tiếp tục uh, buộc dân Hoa Kỳ phải lệ thuộc vào cái nguồn năng lượng từ nước ngoài. Và điều này Hoa Kỳ dễ dàng bị kiềm chế bởi nước ngoài và không thể dứt khoát trong tất cả những cái quan điểm và lập trường của mình. Đây được xem là một trong những cái tin mới nhất. Và bây giờ ông cho biết rằng là nếu như bây giờ bước vào khai thác dầu khí thì chưa chắc các công ty dầu khí đã có lời bởi vì tất cả chi phí khai thác đều tăng gấp 3, gấp 4 lần và do đó nếu bây giờ mà cho bên để cho khai thác dầu khí ở trên lãnh hải và lãnh và trên đất liền của hoa kỳ thì cũng không ai muốn khai thác bởi vì sự khai thác sẽ bị lỗ lã do cái vấn đề chi phí tăng quá cao trong thời gian vừa qua đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và một cựu viên chức ngoại giao của nga đã lên tiếng tiết lộ trung quốc sẽ không bao giờ đối xử một cách công bình đối với lại ông vladimir putin trong một bài phỏng vấn mới nhất thì Trung Quốc sẽ không đối xử một cách công bình đối với ông Vladimir Putin và sẽ sẵn sàng bỏ rơi trước là khi trước cái khi trước cái viễn cảnh mà Putin đang bị cô lập trên thế giới, đó là một cựu viên chức ngoại giao của Nga đã lên tiếng. Putin sẽ có thể tới Trung Quốc. Tuy nhiên, ông ta sẽ không được đối xử một cách công bằng và ông ta đang tìm kiếm mở rộng thị trường tại Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh sẽ không xem ông ta là một đối tác và Bắc Kinh sẽ tìm đủ mọi cách để mà ép và khiến cho Putin sẽ khó thở hơn. Đây là lời nhận định của một chuyên gia là và một giới chức ngoại giao của Nga. Nga và Trung Quốc đã có những mối quan hệ gần gũi trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, thì việc mà Trung Quốc mà mở rộng các cái thị trường nhập cảng năng lượng và than đá từ phía Nga thì nó cũng là một cái hành động được xem là hai con dao hai lưỡi dành cho Nga. Tôi tin rằng Trung Quốc sẽ à, mở thị trường cho Nga, tuy nhiên nó sẽ không phải giống như là Tổng thống Nga Vladimir Putin nghĩ rằng đội công bằng ông Kozirev được xem là một trong những viên chức ngoại giao của Nga trước đây nằm trong à, thứ trưởng đặc trách về thứ trưởng bộ ngoại giao. Và những gì chúng ta nhìn thấy được là cái nguồn tiền từ Trung Quốc để trả cho vấn đề năng lượng thì được giải quyết, nhưng vấn đề ở chỗ là giá cả ông putin sẽ phải chịu đựng như thế nào khi mà tập cận bình sẽ không có một cái thái độ được xem là đối xử công bằng với ông ta ông ta chọn trung quốc làm thị trường chính thì đây sẽ là một cái hậu quả rất nghiêm trọng bởi vì nền kinh tế và năng lượng của nga cuối cùng sẽ bị lệ thuộc vào trung quốc và thị trường trung quốc nếu trung quốc ngưng nhập cảng thì có nghĩa nga sẽ bị tổn thất rất nặng nề nga nên cần phải có một cái thị trường khác bên cạnh thay thế cho thị trường của trung quốc ông này đã lên tiếng phát biểu như trên với đài truyền hình fox cùng một lượt thì một số những cái nhân vật được xem là đặc trách về năng lượng và là cái liên đoàn năng lượng của hoa kỳ lên tiếng cáo buộc một lần nữa chính sách mà gọi là chấm dứt tất cả những cái nguồn năng lượng truyền thống từ đây tới năm 2025 đã dẫn tới tất cả giá cả của tình trạng năng lượng cao lên đó là lời nhận định của Jerry Simon là tổng giám đốc điều hành của liên minh sản xuất về năng lượng nội địa gọi tắt là Das à, xin lỗi quý vị có cái tên nguyên tắc nguyên cái tên của nó là Dogmatic Energy Producers Alliance. Đây là một trong những cái liên minh sản xuất và trong đó thì cái chính sách ông này trong cuộc phỏng vấn mới nhất cho biết là cái chính sách mà à, thúc đẩy cái việc dùng năng lượng sạch từ đây cho tới năm 2050 của ông Joe Biden và tìm cách à, tiêu diệt tất cả những cái ngành năng lượng truyền thống đã dẫn tới tình trạng giá cả chi phí và năng lượng tăng tăng, tăng cao hiện nay chứ không phải là nguyên nhân từ cuộc chiến từ nước Nga. Đây là lời khẳng định của ông Simon đưa ra và ông nói rằng hiện nay tất cả các cái nguồn năng lượng của Hoa Kỳ đều phải lệ thuộc từ bên ngoài, kể cả các công ty của Hoa Kỳ đang bị gặp rất nhiều khó khăn bởi vì tiền tiền vận chuyển của năng lượng rất cao và họ phải nhập cản năng lượng từ bên ngoài điều này cho thấy là chính quyền của Joe bên có cái tham vọng về khí hậu toàn cầu đã khiến cho phía đời sống của người dân hoa kỳ phải trả giá chi phí cao hơn và trả giá nặng hơn và cái này là bên đã dân chủ gọi là sự hy sinh để bảo vệ cho à, cái bầu không khí của chúng ta tuy nhiên đây là một trong những cái lý do mà họ muốn ra triệt hạ tất cả những cái ngành năng lượng truyền thống. Năm 2019 chúng ta có 13 triệu thùng dầu thô mỗi một ngày do Hoa Kỳ sản xuất. Bây giờ chúng ta nằm dưới 12 triệu và Nga đã phải chiếm phần này. Chúng ta đã mất đi 700.000 thùng dầu thô mỗi một ngày. Đây là lời phát biểu của ông Simon đưa ra và chỉ ra cho thấy chính sách thất bại của ông Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của à, khu vực Hoa Kỳ và vấn đề dầu khí. Trong khi đó thì hàng trăm triệu người dân Trung Quốc cần có việc làm. Đây là lời thú nhận mới nhất của thủ phó thủ tướng Lý Khắc Cường năm 2022, 16 triệu người Trung Quốc cần phải có việc làm và cùng một lượt 300 triệu người à, công dân ở nước ngoài sẽ đi, ở từ bên ngoài sẽ tiến vào tất cả các thành phố để có thể kiếm tiền cho gia đình của họ mang về những ngôi làng đó là lời thú nhận một cách cay đắng của ông Lý Khắc Cường đưa ra ngày 11 tây à, trong năm 2022, hàng trăm ngàn à, cựu chiến binh đã rời khỏi lực lượng quân sự của Trung Quốc và vẫn chưa có việc làm khi họ hội nhập vào xã hội và con số này Càng lúc càng gia tăng Dẫn đến việc mà tình trạng uh, Việc làm ở Trung Quốc trở nên khó khăn hơn Và trong đó thì Lý Khắc Cường nói rằng Là có 10.76 triệu sinh viên Đã tốt nghiệp đại học trong năm nay Và họ phải đối diện với lại uh, Tiền kiếm việc làm rất khó khăn và bây giờ họ trở thành nằm trong số 16 triệu người đang cần việc làm ở các thành phố lớn và điều này cho thấy rằng là Bắc Kinh đang phải đối diện với một cái sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường lao động và tình trạng cung cấp việc làm đã không đủ tại Trung Quốc và số lượng người có thể lên cái trăm triệu người sẽ không có việc làm từ những sinh viên tốt nghiệp từ những người vừa bị sa thải và kể cả từ ở giới quân đội sau khi mà giải ngũ quay trở lại xã hội cũng cần có việc làm đây là một áp lực mới mà lý khắc cường thú nhận rằng nếu không có một cái chiến lược thúc đẩy sản xuất ở trong nội địa thì trung quốc có sẽ phải đối diện với một cái hậu quả nghiêm trọng về kinh tế lâu dài đó là lời thú nhận của lý khắc cường đưa ra trong cái phiên họp quốc hội ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới thời sự của Quốc tế ngày hôm nay và của ta ở à, trong ngày hôm nay, Đài Loan đã cùng với những người à, dân Đài Loan và những người dân Ukraine đã tụ tập biểu tình để đòi hỏi sự hòa bình ở tại thủ đô Đài Bắc. và tin mới nhất cho biết nhiều người dân của Ukraine và người Đài Loan ở à, đã xuống đường ngày hôm nay ở tại thủ đô Đài Bắc để biểu tình đòi hỏi nga chấm dứt chiến tranh trong ngày chủ nhật. Cuộc tụ tập này đã quy tụ được khoảng 1.500 người, bao gồm luôn một số những nhà chính trị nổi tiếng của Đài Loan và một số những người nổi tiếng trong cộng đồng của Ukraine. Đài Loan phải học bài học từ người dân Ukraine. Những người này cho biết, Ukraine cuộc chiến của họ không phải chỉ có Ukraine mà kể cả cuộc chiến của Hồng Kông cũng không phải chỉ có Hồng Kông và cuộc chiến của Đài Loan cũng không phải là ở Đài Loan mà tất cả chúng ta phải đứng lên chống lại những chế độ độc tài toàn trị bảo vệ cho nền tự do bảo vệ cho nền dân chủ và tôi tin rằng cuộc cách mạng đang diễn ra ở khu vực của chúng tôi. Đây là lời phát biểu của một trong những người cuộc tham gia cuộc biểu tình và những người Ukraine đã lên tiếng cảm ơn người dân Đài Loan đã hỗ trợ cho họ và nói rằng đây không phải là cuộc chiến ở mang tính chất cục bộ ở khu vực mà nó là một cuộc chiến đối đầu giữa thế giới tự do dân chủ đối đầu với những chế độ độc tài toàn trị. Và đây được xem là một trong những cuộc biểu tình được tổ chức trong đó. Quý vị có thể nhìn thấy được hình ảnh của Vladimir Putin đã được vẽ thêm bộ râu giống như Hitler. Và họ làm tấm hình của Vladimir Putin trở thành một thứ độc tài phát xít không khác gì Hitler. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của... Á Châu ngày hôm nay và cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình. À, thường lệ vào à, sáng ngày mai tin tổng hợp buổi sáng lúc 6 giờ 30 giờ California Mến chào mọi người Bye bye